Xin chào mọi người. Khổ quá, phòng nền xấu quá. Xin chào mọi người. Thì hôm nay là ngày 30 tháng 4, hiện tại còn vài chục phút nữa thôi thì sẽ đến là màn bắn pháo bông tầm cao và tầm thấp tại là thành phố Hồ Chí Minh để chào đón đó là chào mừng ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước non sông liền một dải. Sáng giờ thì chém gió về mấy cái chủ đề là ngày 30 tháng 4 rồi chém gió về mấy vấn đề là kinh tế của mấy thằng bao que sổ lái rồi đó vân vân và vân vân, chém cái cũng chán rồi nên giờ thay đổi chủ đề cho nó rôm rã chút ha. Nói về chủ đề đó là hội thánh của Đức Chúa Trời ha. Mấy ngày gần đây là đang nóng hổi trên mạng Facebook đây. Thì hôm nay thì thành viên chính thức của Hội Thánh Đức Chúa Trời đã chính thức lên tiếng. Thì tiêu đề của bài viết của tôi ngày hôm nay đó là Hội Thánh của Đức Chúa Trời chính thức lên tiếng. Thì thông tin bài viết như thế này: Hội Thánh Đức Chúa Trời phản đối các hoạt động tôn giáo cực đoan và người trong Hội Thánh không hành động như vậy. Truyền đạo sư Nguyễn Văn Hòa khẳng định. Thì là dẫn. Thì những ngày gần đây dư luận hoang mang về hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời với những hành động lạ lùng đi ngược lại truyền thống tốt đời đẹp đạo của các tôn giáo ở nước ta. Thì để gọng đường dư luận, thì báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã trao đổi với ông là Nguyễn Quang Hòa là truyền đạo sư, người đứng tên thành lập trụ sở Hội Thánh của Đức Chúa Trời tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Quang Hòa sinh năm 1984 là một truyền đạo sư và là người thành lập trụ sở Hội Thánh của Đức Chúa Trời, chứ không phải là Hội Thánh Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải nghe cho kỹ. Vì vậy đây có thể là một cái chiêu trò gọi là đập lờ đánh lận con đen của mấy cái đám là lừa đảo, lợi dụng là tôn giáo để làm những điều xấu xa, gây ảnh hưởng đến các hoạt động là chính thống của các tôn giáo là chân chính. Tại địa chỉ là 350 La Hai, Sẹt 5C, Lê Văn Quế, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, ông Hòa cho biết Hội Thánh của Đức Chúa Trời đã được cấp phép hoạt động vào ngày 28 tháng 7 năm 2017. Hội thánh này đi theo một phong trào tôn giáo mới bắt nguồn từ Hàn Quốc từ năm 1964, phản đối bỏ học và ly khai gia đình. Thì phóng viên: Thưa ông, thời gian qua báo chí đã nêu những vụ việc mang tính tương tự, mang tính là hiện tượng, như có nhiều người ly khai khỏi gia đình để đi là truyền giáo nhân danh Hội Thánh của Đức Chúa Trời, ông nghĩ sao về điều này? Ông Nguyễn Quang Hòa: Tín ngưỡng hướng cho con người ta sống tốt, làm thiện. Với Hội Thánh của Đức Chúa Trời thuộc Hiệp hội Truyền giáo Tin lành Thế giới của chúng tôi, luôn chủ trương làm sao để gia đình mọi người được hòa thuận, hạnh phúc hơn, phải sống tốt đời, đẹp đạo. Nếu ly khai khỏi gia đình hoặc ly dị là sai trái. Với nội dung được dạy dỗ, nếu vợ chồng bất hòa, ly dị thì có thờ phượng cũng không có tốt. Hội Thánh luôn khuyên vợ chồng phải trò chuyện, lắng nghe, tôn trọng nhau. Riêng học sinh, sinh viên phải học hành tốt. Nếu sinh viên không lo học hành hoặc bỏ học thì chúng tôi không cho đến Hội Thánh. Nhưng đã có nhiều gia đình phản ánh rằng là con em họ nghỉ học để theo đuổi các hoạt động tôn giáo nhân danh Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh không chỉ có Hội Thánh của chúng tôi mà còn có mười mấy hệ phái khác nhau cũng mang tên là Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Những hoạt động đó có thể của những hội thánh của các giáo phái khác. Sinh viên tham gia hội thánh của chúng tôi luôn được dạy dỗ, khuyến khích rằng phải học hành tốt, cống hiến cho gia đình, cống hiến cho xã hội. Hoạt động truyền giáo là bình thường, nhưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời cho rằng nếu học chưa tốt, sống trong gia đình mình chưa tốt thì mình nói cho ai nghe và nghe ai sẽ nghe mình đây? Có những phụ huynh phản ánh là con em họ học hành chểnh mảng. Chúng tôi đã khuyên các em phải học hành tốt cho gia đình yên tâm. Các em học không tốt thì có đến đây để thờ phượng thì chúng tôi cũng cho về. Hội Thánh của Đức Chúa Trời có trụ sở trên đường Lê Văn Với, hoạt động tôn giáo bình thường, tuân thủ pháp luật. Hội Thánh đã tham gia các là tích cực phong trào địa phương, phụng dưỡng một mẹ Việt Nam anh hùng mỗi tháng 2 triệu đồng, vận động hiến máu nhân đạo, vân vân. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Hội Thánh phản đối sự cực đoan. Vậy những thông tin về các hoạt động là tôn giáo cực đoan nhân danh Hội Thánh của Đức Chúa Trời có ảnh hưởng đến Hội Thánh của ông không, thưa ông?
Những thông tin là trên truyền thông thời gian qua đã làm là nhiều người hiểu lầm rằng hội thánh của Đức Chúa Trời là một nơi xấu. Có nhiều người lợi dụng danh nghĩa tôn giáo đã làm thông tin nóng lên qua nhiều kênh truyền thông. Nhiều người đã đến đây đe dọa, phản ứng quá khích, nhưng chúng tôi luôn ôn hòa giải thích cho họ hiểu những hoạt động đó không xuất phát từ hội thánh của chúng tôi. Hội thánh của Đức Chúa Trời của chúng tôi không dạy tín đồ đi về nhà đập bàn hương vì đó là sự tôn trọng truyền thống gia đình, không được phép vì khác đức tin mà xa cách gia đình, xa cách xã hội. Trong gia đình cần trao đổi, trò chuyện, tôn trọng nhau và chấp nhận nhau, không được vì khác đức tin mà ly khai. Với những người ngoài xã hội, khác tín ngưỡng cũng phải tôn trọng họ, không được phép có những hành động kỳ thị và sai trái. Những thông tin về đóng phí thu nhập, phải đóng phí hội thánh 10% thu nhập, phóng viên, thì cũng không chính xác. Trong hội thánh của Đức Chúa Trời, tín đồ dân hay không dân đều không sao. Hội thánh không bắt buộc là thánh đồ phải đóng bao nhiêu. Chúng tôi chỉ cố gắng làm tốt phận sự của mình. Nơi nào sinh hoạt không đúng với luật pháp sẽ can thiệp. Có những người nhân danh hội thánh của Đức Chúa Trời rao giảng về ngày tận thế, thời kỳ đen tối sắp đến gần, gây hoang mang cho người dân, gây ra nỗi sợ hãi để người khác tin và theo đạo của mình là rất cực đoan. Ông có nghĩ vậy không? Có người khi đến đây hiểu lầm rằng hội thánh đã đi tuyên truyền ngày tận thế, ngày chết chóc. Hội thánh của Đức Chúa Trời của chúng tôi không bao giờ dạy dỗ các là thánh đồ rao truyền về ngày tận thế. Đây là điều tuyệt đối không được phép. Làm như vậy gây xáo trộn cuộc sống của mọi người và xã hội. Nhiều người đang hiểu lầm hội thánh của Đức Chúa Trời của chúng tôi. Trong Kinh Thánh có nói về ngày tận thế, nhưng chỉ có Chúa mới biết khi nào ngày ấy diễn ra. Hội thánh luôn nhắc nhở các là thánh đồ rằng phải tuân thủ các lời dạy của Kinh Thánh và tuân thủ là pháp luật. Thì phóng viên xin cảm ơn ông. Thì thông tin là chỉ có 4 cái điểm đăng ký sinh hoạt của là hội thánh của Đức Chúa Trời là ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Hội thánh của Đức Chúa Trời có trụ sở trên đường Lê Văn Quế, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, là điểm đầu tiên được cấp phép ở Việt Nam thuộc Tổng hội Hội thánh của Đức Chúa Trời, có trụ sở ở Hàn Quốc. Hội thánh có trách nhiệm trong việc là hướng dẫn sinh hoạt tôn giáo cho các cơ sở là trực thuộc. Hiện tại chỉ có 4 điểm sinh hoạt tôn giáo đã được hội thánh là hội thánh của Đức Chúa Trời đăng ký hoạt động. Một tại trụ sở đường Lê Văn Quế, một ở quận Gò Vấp, một ở quận Bình Thạnh và một ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Các hệ phái khác đang hoạt động ở các địa điểm khác thì không thuộc hội thánh của chúng tôi. Truyền đạo sư Nguyễn Quang Hòa, người phụ trách cao nhất tại hội thánh của Đức Chúa Trời thành phố Hồ Chí Minh là thông tin chính thức. Thì qua đây thì chúng ta là có thể là nắm và hiểu biết được rằng là hội thánh của Đức Chúa Trời là một tổ chức hợp pháp và gì đã được là pháp luật công nhận và cho phép đi vào hoạt động. Và hiện nay một số kẻ đang là lợi dụng cái danh nghĩa của hội thánh của Đức Chúa Trời để làm những điều sằng bậy, lôi kéo tín đồ truyền bá mê tín dị đoan ở các tỉnh là ngoài Bắc và trong Nam hiện nay. Thì vì vậy chúng ta cần phải vạch mặt ngay những đối tượng này và cấp báo ngay cho cơ quan công an gần nhất nếu như thấy những hành động là hoạt động của các đối tượng này khả nghi này. Và hiện tại trong là thành phố Hồ Chí Minh chỉ có duy nhất 4 là điểm là được cấp phép của là hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta lưu ý tên chính thức của hội là Hội Thánh của Đức Chúa Trời, chứ không phải là Hội Thánh Đức Chúa Trời hay Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Đó là một kiểu lập lờ nhằm là lợi dụng là danh nghĩa đã được là pháp luật công nhận của Hội Thánh của Đức Chúa Trời đang hoạt động 4 điểm tại là thành phố là Hồ Chí Minh. Cha Niu Nguyễn. Thì qua đây chúng ta có thể thấy rằng việc các thế lực xấu là lợi dụng danh nghĩa tôn giáo và núp dưới cái bóng là tôn giáo để làm những điều gì, những điều xấu, sằng bậy. Thời gian qua đã làm gì? Đã làm gây xáo trộn không ít trong là gia đình của một số người và xã hội. Thì qua đây chúng ta cần phải gì? Nâng cao là đề cao cảnh giác. Thứ nhất, thứ hai nó gì? Phát hiện những cái sự việc trên thì chúng ta cần gì? Phải cấp báo ngay cho chính quyền địa phương nơi gần nhất biết để gì? Để nắm thông tin để mà xử lý. Chứ chúng ta đừng nên bàng quan và suy nghĩ rằng đó là hết chuyện của nhà nước thì hãy để cho nhà nước lo. Chúng ta lo làm cái gì thì thôi chết rồi. Thì đến đây tôi kết thúc cái tiêu đề bài viết. Vậy là thông tin gì đó là Hội Thánh Đức Chúa Trời.
Còn bây giờ thì nói chung là đang chuẩn bị chờ xem là bắn pháo bông, chắc nói chung là cũng kiếm vài chủ đề gì đó chém gió cho nó vui vui. Bữa nay chắc ba que gì tụi nó mắc bận đi ăn á, là hả, chắc tụi nó mắc bận đi hả gì ăn ké là hả, ngày giỗ là hả, vịt ngang cộng hành rồi, cho nên nó là hả, tụi nó không có rảnh vô đây là hả chửi lộn với mình. Chờ là tụi nó vô chém gió chửi mình nhưng mà ngặt mặt nổi, không có ai vô là hả chửi mình hết trơn. Thì thôi nói chung mà không có chủ đề gì chắc phải lật cái chủ đề cũ cũ ra xem cái chủ đề nào mới mới cho mình hot rồi. Chào Kim Hoàng, Yến Nhi, em có chủ đề gì không, lên đây mình chém gió đi em ơi. Giờ này là hả, đợi là hả, đợi xem bắt à, thêm em lên rồi đó. Ngày hôm nay đâu có ôm hận đâu anh Điều Nguyễn, hiện nay là mấy tay này đang đó là hả, gì đang ăn giỗ ngày thống nhất là hả đất nước của chúng nó, ai đã ăn giỗ tổ tông của chúng nó đó chứ, ăn ké nó mới chết. Thêm anh thêm em đó là Kim Hoàng Nhi. Ê, ủa không lên hả, sao vậy Kim Hoàng Nhi? Ê, tên linh mục Đặng Hữu Nam này chắc phải chửi nổi tiếp. Đặng Hữu Nam sẽ có cái ý gì đây, mới xem trên tường nhà của ông linh mục Đặng Hữu Nam có cái tiêu đề như thế này nè: mới đây trên trang cá nhân của linh mục Đặng Hữu Nam có giải bài tâm sự về việc là giáo hội đòi bằng cấp và chọn bằng cấp, thực tế bằng cấp đã làm gì và như thế nào. Nhiều người cảm thấy khó hiểu với dòng status này, không hiểu Đặng Hữu Nam có ý là gì sâu xa trong đó, vậy thì rốt cục là có cái ý đồ gì đây. Còn nhớ nguyên nhân chính của việc linh mục này bị thuyên chuyển khỏi vùng đất màu mỡ ven biển giáo xứ Phú Yên tại xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An để đến hoạt động mục vụ tại một nơi xa biển, xa đất bồi phù sa tôm cá. Đó là việc bị giáo dân trong giáo xứ có đơn thư tố cáo là trong lạm thu làm chi. Rồi thì sức ép của phía là chính quyền yêu cầu giáo phận có biện pháp ngăn chặn dừng những hoạt động trái pháp luật của linh mục này. Thời điểm nhận quyết định thuyên chuyển thì linh mục này đã ít nhiều gì tỏ thái độ bất mãn đối với giáo hội dưới nhiều hình thức, bằng mặt mà không bằng lòng với bề trên. Khi đến hoạt động mục vụ tại một cái là gì một xứ mới, từ việc bị gì? Giáo hội chiếu tướng trước đó rồi thì bị cô lập tại một gì một xa mà tại một sa mặt trời, cộng với tâm lý của kẻ bị giáng chức, điều đó dần làm cho tâm linh tính của Đặng Hữu Nam thay đổi. Đáng nói ở đây là việc linh mục này thay đổi hẳn cách nhìn đối với chính bề trên và với chính giáo hội. Trên tường nhà của mà là linh mục Đặng Hữu Nam đó, thì chúng ta có thể xem những cái bài viết những cái tốt dòng sự tốt của ông ta đây. Ê thằng Thiết Vũ mày đang nói xàm gì vậy, thì lên đây nói nè. Ngồi đó cào phím là cái chó gì vậy con, cào phím ngu bỏ mẹ đi được. Đơn cử là với dòng status mới đăng trên trang cá nhân mà tôi vừa đề cập ở trên, thay vì thái độ một mực nghe theo bề trên thì linh mục này quay ra trách người bề trên về chủ trương đòi bằng cấp và chọn bằng cấp, y cho rằng chủ trương đó của giáo hội là không hợp lý, thậm chí còn bóng gió nó rằng giáo phận không gì trọng dụng ông ta thì có, như là gì một sự sai lầm lớn. Những biểu hiện đó chẳng khác gì đang muốn gì muốn nói cho mọi người biết rằng linh mục này đang là tỏ thái độ bất mãn bất cần đối với chính giáo hội. Xem ra thì mấy tay là hả
linh mục mà hả, chống gì, chống chính quyền nè, chẳng có cái gì, cái trò gì mới cả, ngoài những trò cũ đó cứ lặp đi lặp lại hoài, khi bị thuyên chuyển khỏi gì, không kiếm ăn được thì quay ra chửi bới luôn cả gì cả giáo hội, xem ra giáo hội chẳng là cái gì đối với mấy ông này cả, chứ đừng nói chi là chính quyền. Hôm nay nói chung thì hết chủ đề cho nên là thôi chắc phải dừng ở là live stream quá, nhưng mà thôi thấy còn là mấy vị là ba que đang cào hiếm đó, mình kiếm chủ đề mới mới để mình chém cho nó có chủ đề, mấy vị không nói gì thêm hết là hả, tôi chẳng có chủ đề gì để nói, không lẽ tôi làm nhảm mình và nếu cũng chán. Thì thôi sẵn tiện không có chủ đề gì nói tiếp chủ đề tôn giáo đi, tại mấy vị thích hay gì hay nói là tôi gì xuyên tạc tôn giáo à. À, đổi chủ đề đi, chắc lẽ chủ đề hôm nay mình nói về gợn chủ rồi cho nó hay đi. Chứ nói về ba que sổ lá mãi có nhiều đó lặp lại vậy cũng chán mà. Hôm nay mình sẽ nói về hai cái thằng cha linh mục Nguyễn Mộc Nam Phong và Ngô Quang Kiệt tiếp nữa Ê, tiêu đề của tôi ngày hôm nay sẽ nói nghe hai ông linh mục đang hot trên mạng Facebook đi, là ông Nguyễn Ngọc Nam Phong với lại ông gì, ông Ngô Quang Kiệt. Ê, nghe nói là 30 tháng 4 này thì năm nào gì là mấy ông này ha, mấy ông linh mục này, ông linh mục là áo đen cán bộ nhà nước của Công giáo Vatican luôn, là rao giảng ngày 30 tháng 4 là gì, là tháng tư đen đối với dân tộc, gọi là 30 tháng 4 là gì, là ngày mà gì, ngày mà nhân quyền của người dân nó gì bị chà đạp thảm hại gì đó, vân 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 vân. Úi, ta nói tùm lum nha. Hôm nay mình sẽ nói tới hai ông Nguyễn Ngọc Nam Phong với lại ông Ngô Quang Kiệt nhân ngày 30 tháng 4 năm nay. Còn nhớ cách đây đúng 10 năm, vào ngày 20 tháng 9 năm 2008, Ngô Quang Kiệt lúc đó đang là đương chức tổng giám mục, với câu nói hàm hồ phỉ báng dân tộc: "Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam." Đã nhận được sự phẫn nộ của hơn 80 triệu dân và kết quả như nhiều gì triệu triệu người dân Việt Nam yêu nước đã thấy, Vatican cũng không thể đỡ lời cho ông Kiệt và ông ta đã phải trả giá bằng chính tương lai và cuộc sống của mình. Một kết thúc như nhiều người nhận xét là gì, vẫn có hậu, đáng phải tử hình. Để qua một số ý kiến của người dân tại thời điểm đó thì: "Kính chào Tổng Giám Mục, tôi là một người Việt Nam, tôi chỉ mới chính thức có được quyền công dân chưa được bao lâu, nhưng tôi tự hào vì điều đó. Tự hào vì là công dân Việt Nam, đất nước có một trang lịch sử hào hùng. Tự hào vì được là con cháu của nòi giống tiên rồng cao quý từ bao đời nay. Và tự hào khi được là con dân của Bác Hồ kính yêu. Thiết nghĩ ông cũng là một công dân Việt Nam như tôi, ông lại hơn tôi rất nhiều thứ. Ông lớn tuổi hơn tôi, chắc hẳn phải suy nghĩ chín chắn hơn tôi. Hơn nữa, ông lại là một tổng giám mục, là người dẫn dắt toàn thể giáo dân thủ đô theo con đường đúng đắn. Thế mà ông lại bảo nhục nhã khi cầm tấm hộ chiếu Việt Nam ư?" Khi nghe câu nói ấy của ông trên TV, tôi thật sự không tin vào tai mình nữa. Ông sinh gì? Ông có biết rằng để giữ gìn được đất nước này,
biết bao nhiêu người đã phải hy sinh xương máu hay không? Ông có biết rằng để xây dựng đất nước được như ngày hôm nay, biết bao người đã phải cố gắng ngày đêm hay không? Thật sự không thể tin được là lại có một người Việt Nam dám nói những câu như vậy. Huống chi người đó lại là ông, một tổng giám mục có uy tín tại thủ đô của Việt Nam. Những người nước ngoài khi nghe tin này chắc là họ phải buồn cười lắm. Buồn cười tại vì sao? Buồn cười là tại vì có một kẻ hắn mang cái quốc tịch là Việt Nam, à, hắn gì được sinh ra và lớn lên trên đất nước Việt Nam, rồi sau đó thì sao? Rồi sau đó được đi ra nước ngoài, đi đến đâu? Đi đến nhà nước Chúa Vatican, à, thụ phong linh mục, à, xong rồi sao? Xong về Việt Nam là rao giảng rằng là rất là nhục nhã thì là sao? Khi phải cầm tấm hộ chiếu của Việt Nam, à, bởi vì ông ta là gì? Ông ta đó là hả nha, chỉ nhận mình là có gì con dân nước Chúa, không còn là hả, nhận mình là hả, con dân nước Việt, cho nên ông ta cảm thấy rất nhục nhã khi cầm cái tấm hộ chiếu Việt Nam đó. Hay với câu tuyên bố nổi tiếng của ông hôm 20 tháng 9, xin hỏi lại ông Ngô Văn Kiệt mấy câu. Một, nếu xấu hổ vì phải cầm hả là hộ chiếu quốc tịch Việt Nam khi ra nước ngoài, vậy ông do ai sinh ra? Thân sinh của ông có phải người Việt Nam không? Một người chê cả nguồn gốc của mình, vậy họ là giống gì? Người Việt Nam có câu con không chê cha mẹ khó. Chê cười cả gốc gác thân sinh của mình, vậy ông phải chẳng là kẻ bất hiếu. Hai, trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh chống ngoại xâm, đất nước Việt Nam mới có được độc lập tự do như ngày nay. Nếu ông xấu hổ vì làm người Việt Nam thì xin hỏi ông, trong những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trước đây, bao nhiêu người đã ngã xuống, lúc đó ông đang ở đâu? Ông có đóng góp gì cho Tổ quốc không? Nhà tôi đã hy sinh ba người con. Có hai anh còn chưa kịp yêu, còn đang là học sinh phổ thông. Ông được hưởng thành quả của những người đã ngã xuống vì tổ quốc mà ông lại chửi lại tổ quốc mình. Ông có phải là kẻ bất nghĩa hay không? Ông là giáo sĩ thường đi giảng giải về niềm tin nhân từ của Chúa và nỗi thống khổ mà Chúa cam tâm tình nguyện chịu đựng để cho con người được hạnh phúc bình an. Vậy mà hành động của ông lại làm cho người ta phải suy nghĩ và xem xét lại. Vậy ông có phải là kẻ bất tín không, thưa ông? 4. Vì động cơ gì mà ông kích động giáo dân làm náo loạn cuộc sống vốn yên bình của người Hà Nội? Vậy ông có là kẻ bất nhân, một người bất hiếu, bất nghĩa, bất tín, bất nhân như ông? Thiết tưởng là một con người Việt Nam bình thường cũng không đáng. Vậy ông còn mặt mũi nào mà đứng giảng đạo, giảng niềm tin, dẫn dắt cho những người Công giáo Hà Nội lương thiện nữa? Rất nhiều nhận xét thể hiện thái độ bức xúc đối với lời nói của một kẻ được coi là có học. Vậy và Nguyễn Ngọc Nam Phong thì sao? Hắn ta cũng giống Ngô Quang Kiệt, cũng khoác lên mình chiếc áo linh mục rồi phát ra những câu nói vô học, vô nô, phản bội dân tộc, thậm chí hơn hẳn Ngô Quang Kiệt. Nam Phong còn thái độ thách thức chính quyền, cộng thêm vào đó là gì, huy động giáo dân của mình cầu nguyện cho những kẻ bán nước Nguyễn Văn Đài, Trần Thị Nga. Hắn ta chính là kẻ mà vào ngày 30 tháng 4 năm 2017 đã tập hợp giáo dân và phát ra những lời lẽ xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành quả nguyện vọng của cả dân tộc, dẫm lên xương máu của bao thế hệ người đi trước. Hắn nói ngày 30 tháng 4 tại nhà thờ Thái Hà, linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong đã xuyên tạc phỉ báng ý nghĩa lịch sử ngày 30 tháng 4 và cuộc chiến tranh chống Mỹ ngụy thống nhất đất nước Việt Nam dưới cái mác đi tìm lịch sử của cuộc chiến, cho đó là cuộc chiến phi nghĩa, là cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn.
Ngày tang thương của dân tộc miền Bắc xâm lược miền Nam gây hậu quả đến 42 năm đất nước đang bị Tàu xâm lược, thao túng bộ máy, chiếm biển đảo, giết hại nhân dân, vân vân và vân vân. Và trước thềm ngày 30 tháng 4 tới đây, Nguyễn Ngọc Nam Phong lại thông báo sẽ có bài giảng mang danh Thánh lễ cầu nguyện cho công lý hòa bình tại nhà thờ Thái Hà, với nội dung xuyên tạc không kém cạnh ngày 30 tháng 4 năm trước. Những người ở bên thắng cuộc lại tiếp tục hoan hỷ, mừng vui trên những đau thương của cuộc chiến với những lễ kỷ niệm tưng bừng 43 năm. Đã là quá đủ để con dân đất Việt cùng thành tâm nhìn nhận những sai lầm của quá khứ, để cùng nhau quên đi những đau thương, những hận thù vốn đã và đang gây nên biết bao thảm họa cho dân tộc Việt thân yêu. Đã đến lúc phải thấy rằng không có bên thắng cuộc hay bên thua cuộc, mà chỉ có một dân tộc Việt đang tụt hậu so với các nước lân bang, kém hơn cả Lào và Campuchia. Người Việt chúng ta vẫn có câu nói rằng con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nhà nghèo, trong khi đất nước ta đang ngày một phát triển và nhân dân ta đang sống trong hòa bình. Ông hãy thử nhìn ra các nước xem, đang có xung đột là chết chóc tang thương hàng ngày hàng giờ mà xem. Vậy chúng ta hàng triệu triệu người Việt Nam yêu nước, những người luôn rất tự hào về tổ tiên cha ông mình đã hy sinh máu xương, công sức giành lại nền độc lập dân tộc, tự hào về lá cờ đỏ sao vàng của dân tộc, đêm ngày tung bay trong rừng cờ ngang hàng với quốc kỳ của các nước lớn trên thế giới. Khi đứng trước một kẻ phản bội giống nòi, bợ đít ngoại bang, chúng ta phải làm gì? Nên chăng chúng ta cho Nguyễn Ngọc Nam Phong một bài học như Ngô Quang Kiệt, hay là những hình phạt hơn thế để làm gương cho những tên linh cẩu, linh mục khác đang ngày đêm phá đạo và phá đời, đang hạ gì, đang hàng ngày hàng giờ bôi cho chắc cháu lên chính gì, lên chính là hả Thiên Chúa. Bởi vì đây mới chính là những kẻ gì là hả xuyên tạc thì làm xấu hình ảnh là của Thiên Chúa, à, chứ không có ai là hả, người làm xấu được gì đi hình ảnh của Thiên Chúa cả. Nếu như những bà con giáo dân, những người mà còn có lương tri thì bà con hãy nhìn xem đi. Hả? Thiên Chúa dạy rằng là sao? Bình đẳng bác ái. Nhưng mà cha nói rằng á, lời cha là hơn cả lời Chúa. Nếu mà các con cãi lời cha là các con cãi lời Chúa, cha rút phép thông công các con, không cho các con đi lễ nhà thờ, vân vân và vân vân. Ủa? Chúa dạy như thế đó. Xem ra thì cái câu nói cửa miệng của một số là bà con giáo dân bảo rằng là sao? Cha Chúa. Có nghĩa là hiện nay cha gì? Cha hơn quyền Chúa. Đúng không? Là cha gì? Là cha nói ra nó còn hơn là quyền quý hơn lời của Chúa. Là cha nói là giáo lý, là giáo điều của Chúa. Bằng việc là gì? Bằng việc là các cha kêu các con chiên đi á, là gì? Làm những điều hả? Sằng bậy. Đó. Còn trong nhà thờ thì các cha gì? Rao giảng những chuyện chính trị, đúng không? Xuyên tạc lịch sử đất nước dân tộc, đúng không? Công khai phỉ báng lãnh tụ, đúng không? Đòi lật đổ gì? Đòi lật đổ chính quyền, đòi giải thể chính quyền, vân vân và vân vân. Xem ra này hả? Chúa, Thiên Chúa đã dạy cho các cha những điều đó à? Hả? Thiên Chúa kêu các cha là hả đem những điều đó để rao giảng cho con chiên là hả với cái mục đích là hả lật đổ chính quyền à? Hay sao? À, Thiên Chúa là hả kêu các cha rao giảng cho các con chiên rằng là hả là tấn công gì là tấn công cán bộ công chức cái gì của chính quyền nhà nước à. Thiên Chúa là hả kêu các cha là dạy cho các con chiên đó là hả ra trận bút lộ không, vác gậy gộc gạch đá là tấn công cái gì người dân đó phải không. Thiên Chúa là kêu các cha là hả dạ là gì giảng đạo cho các con chiên là gì, là các con là hả, là hả bắt giữ, là hả tấn công, là cán bộ các công chức của nhà nước, không chấp hành là hả chính sách chủ trương pháp luật của nhà nước, đúng vậy không? Vậy thì kẻ nào mới là kẻ đang làm gì, đang là hả bôi nhọ và xuyên tạc Thiên Chúa đây, hỏi bà con là hả giáo dân. Thiên Chúa là hả Thiên Chúa bảo là hả các cha linh mục là hả đi là hả rao giảng cho các con chiên là những cái lý luận chính trị thì xuyên tạc lịch sử của đất nước à, bôi nhọ là gì, bôi nhọ là hả các lãnh tụ là hả của đất nước à, hay sao, hay là Thiên Chúa đã chứ gì đã sai các cha là đi làm chính trị
không? Để gì, để là hả gì là tổ chức cầu nguyện gì cho mấy cái thằng mà hả vi phạm pháp luật nhà nước đó, không? Thiên Chúa kêu các cha là đi cầu nguyện cho mấy cái thằng vi phạm pháp luật đó, như Nguyễn Văn Đài nè, Lê Thị Công Nhân nè, không? Đó, rồi còn rất nhiều nữa, vân vân. Thiên Chúa là kêu các cha đi là hả dạy cho các con chiên mình để vi phạm pháp luật như thế vậy hay sao? Tự bà con là giáo dân hãy mà suy nghĩ đi. Chứ không khéo là tôi nói bà con lại nói tôi là thằng vô thần này, nó lại là đi xuyên tạc Thiên Chúa nữa, thôi chết tôi à. Cái đó tôi gánh không có nổi à. Tôi nói tôi đi nói đúng người, gọi đúng tên, kêu đúng gì, kêu đúng chỗ. Chứ tôi không có quơ hết là người là Thiên Chúa. Bà con giáo dân hãy nhìn đi, nói chung ra thì một số tên linh mục biến chất này nó chỉ là những con sâu mà thôi, nó không có nhiều, đúng không? Nhưng mà những con sâu này thường làm sầu một loài canh, câu nói dân gian của ông bà ta là như thế. Mà những con sâu này nếu như chúng ta không nhổ, không trị nó cho tuyệt gốc, thì chính nó lại là gì, những mầm mống tai họa cho chính gì, cho chính đạo là của bà con, và đồng thời gì cũng chính là mầm mống là hay gây nên bất ổn và mất an ninh trật tự trên chính đất nước quê hương của chúng ta. Quốc thì có quốc pháp, gia thì có gia quy, không? Theo đạo thì có là gì? Có quy định là có giáo lý, giáo điều, giáo luật của gì? Của đạo, không? Đạo này thì là cũng là đạo thì cũng điều gì? Hướng con người đến là làm việc thiện, sống tốt đời đẹp đạo. Nhưng mà đối với mấy cái tên là linh cẩu, linh mục là cán bộ nhà nước Công giáo Vatican này á, thì đối với chúng á, chúng gì, chúng luôn tìm mọi cách để bôi đen là Thiên Chúa, không? Xúc phạm, xuyên tạc, gây chia rẽ, mất đoàn kết là giữa lương dân và giáo dân bằng các vụ việc là điển hình thời gian qua. Thì chúng ta có thể thấy một số là gì? Linh mục điển hình, nếu như ở giáo xứ Thọ Hòa, Xuân Lộc, Đồng Nai thì có tên Nguyễn Duy Tân, không? Là linh cẩu, linh mục của gì, là cán bộ của là nhà nước Công giáo Vatican, thường xuyên lên mạng Facebook phát ngôn livestream với những câu nói đòi giải thể, giải tán gì? Chính quyền Việt Nam, rao giảng chính trị, kéo bè kéo lũ đi gì, đi là làm lợi gây mất an ninh trật tự, không? Gì đi là làm dỗ cho tên là Ngô Đình Diệm, một tên bán nước hại dân, đã bị gì, đã bị chính bu Mỹ của chúng nó ra lệnh giết như là một con đốt. Mà nó đến đó nó làm gì, làm dỗ để tưởng nhớ cho tên nó gì, tên giặc bán nước là hại dân đó. Vì chẳng há nào nó đang là gì, nó đang là xuyên tạc lịch sử à, nó đang công khai là khơi gợi cái hận thù quá khứ của dân tộc hay sao? Những người đã chết rồi mà chúng cũng không để cho yên nữa, không? Còn nói đến linh mục Đinh Quang Minh thì sao? Vị linh mục thì rất là gì, rất là nổi tiếng trong cái việc là gì, lấn chiếm đất công, không? Khi chính quyền đến can ngăn là khuya gì vận động thì lập tức ông ta lùa giáo dân ra tấn công, tấn công luôn cả gì, cả lương dân, không? Gây nên một mối gì, mối bất hòa giữa là giáo dân và lương dân, và đồng thời cũng gây luôn cái gì, cái sự mâu thuẫn trong chính bà con giáo dân. Những người gì, giáo dân chân chính họ không chấp hả họ không chấp nhận cái hành vi đó của vị linh mục này. Còn đó, còn các linh mục như Nguyễn Thái Hợp, rồi linh mục Nguyễn Ngọc Tam Phong thì sao? Mục Hợp với Phong thì kẻ thì xuyên tạc lịch sử dân tộc, kẻ thì suối coi gì là con chiên đi là chặn quốc lộ, bây giờ là kéo nhau đi làm gì, biểu tình chống Phọt Mô Sa không, ném đá tấn công vào lực lượng chức năng đó, không? Sau đó đăng quay phim live stream đưa lên cho mấy cái đám chống cộng hải ngoại, báo bồ cầu, VOA, RFA, RFI, để chúng nó làm truyền thông vu cáo chính quyền Việt Nam là đàn áp tôn giáo, vân vân và vân vân đó. Thời qua gian qua chính những kẻ này đang ngày càng gì, càng ngày chính chúng mới là những kẻ bôi đen đó gì, bôi đen là Thiên Chúa, chứ không ai bôi đen được Thiên Chúa cả. Chính là mấy vị là linh cẩu, linh mục, không? Là cán bộ là áo đen của nhà nước Công giáo Vatican đó, không? Linh mục là gì? Linh mục Diêu Xê, Nguyễn Duy Tân, giáo xứ Thọ Hòa, Xuân Lộc, Đồng Nai. Linh mục Nguyễn Ngọc Tam Phong, linh mục Ngô Quang Kiệt, không? Linh mục Đinh Quang Minh, không? Rồi linh mục cái gì? Nguyễn Thái Hợp, Đỗ Thái Hợp gì đó, Nguyễn Thái Hợp, không? Rồi Nguyễn Đình Thục đó,
không còn nhiều nữa, vân vân và vân vân, các điểm nóng gì vấn đề đó gì là chống đối chính quyền, lấn chiếm đất công mà đó, như là gì giáo phận Vinh nè đó, Nghệ An nè, Hà Tĩnh nè đó, rất nhiều, không rất nhiều những điểm nóng đó. Ai ai mới chính là những kẻ là xuyên tạc làm gì, làm bôi đen Thiên Chúa đây, ai vậy? Ôi, xin lỗi, không phải là chúng tôi đâu xuyên tạc các vị được, nếu như mà gì ông bà ta nói có lửa mới có khói, mà chúng tôi đâu phải là kẻ tạo ra lửa đâu, đúng chưa? Mà kẻ tạo ra lửa và ra khói chính là gì, chính là mấy tên linh mục, linh cẩu, cán bộ công chức gì của là nhà nước Công giáo Vatican chứ họ làm đó, đâu phải chúng tôi làm. Nếu các vị là những người tốt, chúng tôi đâu thể nào nó xấu được các vị, đúng chưa? Nó quá chuẩn mà, chúng tôi nói là có sách mách có chứng đàng hoàng, chứng có hà gì, nó rành rành trước mắt hết đó, chúng tôi đâu có xuyên tạc, chúng tôi đâu bôi đen là gì, bôi đen các vị đâu. Các vị luôn gì luôn bô bô cái mõm của các vị rồi các vị bao sao, công giáo là bình đẳng, là tự do bác ái, vân 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 vân, bình đẳng tự do bác ái là của các vị là gì, các vị ở trên đất nước của chúng tôi, các vị truyền đạo không, mà các vị gì là xuyên tạc là lịch sử đất nước của chúng tôi, các vị là gì, các vị là bôi nhọ là lãnh tụ là của chúng tôi, như ông linh mục là cán bộ của nhà nước Công giáo Vatican UC Nguyễn Duy Tân đó, không? Hắn lên trên mạng Facebook hắn bảo rằng danh nhân là chủ tịch Hồ Chí Minh đó, là do chính hắn ký tên đóng dấu và phong cho, chứ không phải là do UNESCO phong, một cái thái độ phải nói là láo xược và mất dạy. Tôi không hiểu là Thiên Chúa đã sai ông ta làm những cái điều đó hay sao? Ở thưa bà con giáo dân, Thiên Chúa dạy cho ông ta cái việc là ông ta đi xúc phạm lãnh tụ là đức tin của gì, của lương dân à, để cho lương dân từ đó gì chửi bới và xúc phạm đến gì đến là lãnh tụ là đức tin là Thiên Chúa hay sao? Có đúng như vậy hay không? Ở đây có bà con giáo dân nào có thể comment cho tôi họ một câu đó trả lời đó được hay không? Xem có phải là tôi gì? Tôi đang nói xấu là tôi đang bôi nhọ Thiên Chúa hay không? Mình thì nói chung chém gió về cái chủ đề là 30 tháng 4 quá nhiều, sáng giờ coi như hết chủ đề, bây giờ mình chém gió về chủ đề là mấy tên là núp bóng tôn giáo, dịch mặt bọn này khổ vậy. Mà nói chung giờ cũng cạn hết chủ đề, mấy bữa nay chém quá, chém chém liên miên luôn, điện thoại nó không nghỉ nổi nên hết chủ đề luôn, giờ chỉ còn chủ đề này là bữa mai nó chưa hết thôi. Thì thôi đến đây chắc lẽ là cũng phải kết thúc livestream thôi, để chuẩn bị là xem bắn pháo bông. Xin chào là mọi người.